Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ công bố Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa cho phương Tây. Trả lời phỏng vấn trong chương trình New Morning Future của Fox News vào hôm 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhận định Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa cho phương Tây. Trên kênh truyền hình của Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng hơn trong nỗ lực bóp méo thông tin và làm rạn vỡ thế giới, từ Hồng Kông cho đến Hoa Kỳ, và đang trở thành mối đe dọa cho phương Tây. Đây là hình ảnh chụp màn hình Ngoại trưởng Mỹ trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thực sự có chủ ý khi liên tục gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, đồng thời sử dụng cách diễn đạt Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì Chính phủ Trung Quốc và khẳng định Đảng Cộng sản nước này là chủ mưu đưa Mỹ lâm vào hiểm nguy, là mối đe dọa hiện hữu, phá hoại nền giá trị của chủ nghĩa dân chủ các nước phương Tây. Ngoại trưởng Mỹ đã chỉ rõ mối đe dọa của Trung Quốc là từ hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nhận xét, đó rõ ràng là một hệ tư tưởng đã ăn sâu, nó lớn hơn bất kỳ một cá nhân nào. Mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt nguồn từ bản chất của học thuyết và tư tưởng của họ. Ông nói thêm, khác so với 10 năm trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng thể hiện ý định phá hoại tư tưởng phương Tây, nền dân chủ và các giá trị phương Tây, điều đó đã khiến người Mỹ gặp nguy hiểm. Để chứng minh cho mối đe dọa của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra một số ví dụ như Bắc Kinh đánh cắp sở hữu trí tuệ, thông tin sai lệch về đại dịch viêm phổi Vũ Hán và đặc biệt là các hành vi nhằm thắt chặt kiểm soát Hồng Kông mới đây qua việc áp đặt luật an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Pompeo kết luận rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với điều này trong một thời gian nữa. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích Bắc Kinh đang tập trung tăng cường sức mạnh quân sự, đồng thời nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Mỹ đang nắm bắt sát sao tình hình và sẵn sàng đối phó lại với bất kỳ hành động và động thái nào của Trung Quốc. Đây là hình ảnh lễ diễu binh mừng 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Bắc Kinh diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đề cập đến mối quan hệ đồng minh tốt đẹp với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Liên minh châu Âu. Trong tương lai, Mỹ sẽ có những hoạt động cụ thể với các nước ủng hộ chủ nghĩa dân chủ trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Pompeo cũng tuyên bố Washington có thể đảm bảo tương lai sẽ là kỷ nguyên của phương Tây, ví dụ điển hình là nền tự do dân chủ nước Mỹ đang gây dựng. Phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo phần nào cho thấy xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về bản chất là cuộc đối đầu về hệ tư tưởng và khiến giới quan sát liên tưởng đến sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Những động thái tiếp theo của hai cường quốc hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc sẽ quyết định thế giới có chứng kiến một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không. Và tại buổi phỏng vấn hôm 31 tháng 5 của Ngoại trưởng Mỹ nối tiếp tuyên bố tuần trước của chính ông rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn coi Hồng Kông là khu vực tự trị của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo trong buổi họp báo vào ngày 29 tháng 5 năm 2020. Và cũng vì thế, không có lý do gì để Washington duy trì chính sách đặc biệt với các ưu đãi riêng về thương mại và các hoạt động của các doanh nghiệp tại Hồng Kông. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho biết thêm là Tổng thống Mỹ đang xem xét kế hoạch rút các quy chế đặc biệt với Hồng Kông và bắt đầu điều tra các sinh viên của Trung Quốc tại Mỹ bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc về những hoạt động khác. Tiếp đó, vào ngày 29 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng Mỹ có thể áp đặt các hạn chế thương mại với Hồng Kông để trừng phạt Trung Quốc vì đã tăng cường kiểm soát thành phố. Ngoại trưởng Pompeo nói, hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thất hứa và Mỹ sẽ phản ứng như một vấn đề thực tế. Chúng tôi sẽ xem xét liệu chúng tôi có nên đi xử phạt những cá nhân đã phá hủy sự tự do này ở Hồng Kông hay không. Và thời gian tới, sinh viên gián điệp Trung Quốc tại Mỹ sẽ là đối tượng mà Hoa Kỳ nhắm đến nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nước này, vốn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu của thế giới. Đây là hình ảnh biểu đồ sự gia tăng số lượng sinh viên Trung Quốc nhập học ở Mỹ vào năm 2008 đến năm 2018. Điều 7 trong luật tình báo quốc gia của Trung Quốc ghi rất rõ, mọi tổ chức hay mọi công dân đều phải hỗ trợ hoạt động tình báo của nhà nước, giúp nhà nước và cộng tác với nhà nước theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở của luật này, Trung Quốc huy động nhiều thành phần để tham gia
vào các hoạt động gián điệp ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước phương Tây, trong đó Mỹ là địa bàn hoạt động quan trọng nhất. Trên đài truyền hình Fox News vào hôm 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã tuyên bố, với tư cách là cựu giám đốc CIA, tôi xem mối đe dọa gián điệp của Trung Quốc đối với nước chúng ta là rất nghiêm trọng. Ông Pompeo cho rằng người dân Mỹ cần biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo dựng được một ảnh hưởng rất lớn tại Hoa Kỳ. Theo chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không chỉ các tin tặc mà cả các nhà nghiên cứu và sinh viên Trung Quốc cũng tham gia đánh cắp các thông tin trong các trường đại học và phòng thí nghiệm nơi họ đang làm việc. Đây thực sự là một nguy cơ to lớn cho Hoa Kỳ bởi theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế, một hiệp hội chuyên về các trao đổi quốc tế của sinh viên đến từ Trung Quốc chiếm 1/3 tổng số sinh viên ngoại quốc và hiện nay đang là lực lượng đông đảo nhất trong số các sinh viên ngoại quốc đang học tại Mỹ với gần 370.000 trong niên khóa 2018-2019. Nhật báo New York Times cũng cho biết chính phủ Mỹ chuẩn bị trục xuất từ 3.000 đến 5.000 sinh viên Trung Quốc có liên hệ với các trường quân sự của Trung Quốc. Mặc dù mỗi năm sinh viên Trung Quốc mang lại một khoản thu nhập lên tới 14 tỷ đô la cho các trường đại học tại Mỹ, nhưng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng sinh viên Trung Quốc tham gia làm gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, trong số các sinh viên Trung Quốc bị nghi làm gián điệp, những người nào đang ở trên đất Mỹ thì sẽ bị hủy visa và sẽ bị trục xuất, còn những người nào đang ở bên ngoài nước Mỹ thì sẽ không được phép quay trở lại. Trên lĩnh vực đầu tư, mới đây, các nghị sĩ Mỹ cũng đề xuất hạn chế đầu tư vào doanh nghiệp liên quan đến quân đội Trung Quốc. Đây là hình ảnh dân biểu Cộng hòa Mike. Theo hãng tin Anh Reuters, ba dân biểu Cộng hòa Mỹ gồm có Mike, Jim và Doug dự kiến sẽ công bố vào tuần này một dự thảo luật mà theo đó công dân và doanh nghiệp Mỹ có thể bị cấm đầu tư vào các công ty quốc phòng nước ngoài có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Dự luật yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven phải trình trước Hạ viện một bản báo cáo ghi rõ các công ty quốc phòng nước ngoài có hợp đồng, liên hệ hoặc ủng hộ quân đội Trung Quốc. 6 tháng sau khi thông báo được công bố, các doanh nghiệp và công dân Mỹ sẽ phải thoái vốn khỏi những doanh nghiệp này hoặc không thể đầu tư. Lý do được dân biểu James nêu ra trong một thông báo được hãng truyền thông Reuters trích dẫn vào ngày 1 tháng 6 là một phần Hạ viện yêu cầu công dân Mỹ hỗ trợ phát triển khả năng của quân đội Hoa Kỳ để có thể cạnh tranh với Trung Quốc. Mặt khác, các quỹ đầu tư quan trọng của Mỹ đã đổ tiền vào cơ sở công nghiệp quân sự của Trung Quốc. Cho nên đã đến lúc ngừng tài trợ cho sự trỗi dậy của đối thủ chính của toàn cầu. Cũng theo đài RFI nước Pháp, chưa biết phía đảng Dân Chủ cũng như các dân biểu Cộng Hòa khác có ủng hộ dự luật này hay không. Nhưng một điều được thấy rõ là tâm lý bài Trung Quốc trong Quốc hội Mỹ ngày càng mạnh mẽ kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Và bản thân đồng minh thân cận nhất của Mỹ cũng là quốc gia có mối liên hệ lịch sử với đặc khu Hồng Kông là Vương quốc Anh cũng đã có thái độ cứng rắn với Trung Quốc kể từ thời điểm Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu đồng tình cho việc áp đặt trực tiếp luật về an ninh đặc khu. Đây là hình ảnh chụp tweet kèm video của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab vào ngày 28 tháng 5 với sự ủng hộ của Anh và các nước dành cho Hồng Kông. Như tin đã đưa, trong một thông điệp video công bố trên mạng tweet vào ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã đề nghị sửa đổi hệ thống hộ chiếu British National BNO, tức là hộ chiếu dành cho công dân Anh quốc ở hải ngoại mà mọi người Hồng Kông sinh trước năm 1997 đều có quyền được hưởng. Người có loại hộ chiếu đặc biệt này được quyền nhập cảnh và cư trú tại Anh trong vòng 6 tháng mà không cần visa. Ngoại trưởng Anh phát biểu tiếp, nếu Trung Quốc tiếp tục con đường hiện nay và áp dụng bộ luật về an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ thay đổi các quy chế, sẽ bãi bỏ thời hạn 6 tháng và cho phép những người mang hộ chiếu BNO đến Anh quốc để làm việc, học tập trong thời gian dài hơn là 12 tháng và mở đường cho việc nhập quốc tịch Anh. Theo chính quyền Anh quốc, hiện chỉ có khoảng 350.000 người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu BNO, nhưng theo Tổng lãnh sự quán Anh quốc tại Hồng Kông, thêm 2,9 triệu người tại đây có thể xin hộ chiếu này. Có thể nói với biện pháp này, Anh cùng lúc thực hiện được hai mục tiêu. Một mặt là để gia tăng sức ép với Bắc Kinh. Mặt khác là nhằm phục vụ chiến dịch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ những khu vực thuộc địa cũ của Anh để góp sức xây dựng phồn thịnh của nước Anh, khắc phục những hậu quả khi nước này rời Liên minh châu Âu. Trước đó, cơ quan an ninh mạng Anh quốc đã bắt đầu xem xét
trở lại các rủi ro có thể xảy ra đối với an ninh của quốc gia từ việc dùng thiết bị của tập đoàn công nghệ Huawei Trung Quốc, sau khi Washington cấm không cho Huawei dùng các linh kiện điện tử do các công ty Mỹ thiết kế. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ công bố Trung Quốc trở thành mối đe dọa cho phương Tây. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.